mình xem nha. Cái body này nó làm khác, nó làm lạ hơn cái xe khác nha anh nhé, tây hơn nha. Xe khác thì bên dưới này nó miếng bên dưới này nó dài, xe này thì miếng bên dưới này miếng ngắn. Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đưa anh em đi quay cái con phẹt này, hôm nọ đi cày bị mắt lấy cái này anh em này. Hôm nay đi xem thợ làm ba đinh nha anh em này. Đây nha anh em nha, cái ba đinh này anh em này, ba đinh sẽ cày, cái cày to đây này, cái cày lớn đây này đang làm đây anh em này. Đây anh làm đây, cày ốc đây đây ông chủ đang làm đây, vẫn là đang làm đây nha. Sắt này sắt 3 phần nữa nha anh em. Còn một bên dưới này là anh em này. Đi đâu ơi? Con xe này con xe phẹt nhá anh em nhá. Con này không được mất lầy cho anh em xem trước rồi. Xe này xe to. To lắm. Xe này xe nhất nhất cả xã luôn nhá anh em nhá. Anh em xem cùng nhiều chia sẻ cho mình nhá. Đây, xem cho anh em xem cái vành nhá. Để mình dây thế này. Cái vành này to nhất cả xã luôn. Vành này khỏe nói nha. Anh em trong miền Nam chơi cỡ này đấy. Từ cái xe này đi chạy được cái vành này khỏe nói nha. Dây như cái gì luôn. Chở được cỡ tàu ăn là không dám chở. Đường rút. Xe lún. Xe thì vẫn chở được luôn. Đây là bên này nhá. Ngon chi nhá anh em nhá. Rất là tốt. Rất dày. Xe này rất là khủng nha anh em nhá. Đây đây. Không nó mất lầy là con này nhá anh em nhá. Con này con 12 ngàn luôn anh em ơi. Con này con 12 ngàn luôn. Cao luôn. Hai cầu nhá anh em nhá. Hai cầu luôn nhá. Cái này cái lốp nằm trước nha, cái lốp nằm trước là 12428 nha. Đây này. 12428 đây này. Cái lốp này lốp nằm trước nha anh em nha. Và cái vành này cũng cái vành nằm trước này cũng dày lắm. Để chở thì đi kéo đi chở đi cày thì cũng phải suy nghĩ nha, cũng phải lo nha anh em nha. Cái này cái cầu trước nha. Căng lắm đấy. Này. 70LA này. 70LA 86910. Có biển đàng hoàng nha anh em nha. Cào quá này, cào quá trời. Khủng khiếp. Đưa anh em một cái đề lốp lớn nha. Con số bao nhiêu nha anh em nha. Đây này. Đây đời xe nha. Đây đời xe này. Bạn này là tốt nha. Như anh em nè. Cái số này số ở bên dưới này rồi. 169938 này anh em này. Nói đến 16938 là những người mà đi xe cày nhiều thì nó hiểu ngay, nó biết cái lốp to hay nhỏ nó biết ngay ấy, anh em nhé. Đây này. Đang vì đây là cái ba tích này anh em này. Chủ xe là chủ này nha anh em nhé. Bảng của đó, mình nha. Cái chốt của nó phải cỡ này này. Đấy. À, tây lắm. Mà chi luôn. Đấy. Cái này làm này cứng lắm ấy. Chốt ác này còn gì nói nữa. Đây này, anh em này. Xe rất khủng luôn. Lên trên xe phải lên 2 tầng. 2 tầng, 3 tầng, tầng thứ 3 mới tới nha anh em nhá. Đây này, anh em này. Đây. Ông xã này khiếp thật. Đây này. Lớn thật. Đây nhá anh em nhá. Xe này rất là ngon. Xe này ga thì sướng chân lắm. Đây này. Cao. Cao khủng khiếp.
Còn đây cái xe tải cũng đi sửa đây anh em, đây có một cái xe tải này. Có một cái xe cày đang kéo máy gặp lúa qua đường kia này anh em này. Làm kinh vào nha anh em nhé. Thợ này thợ chuyên nghiệp nha anh em nhé. Bán chuyên nghiệp. Thợ này thì không phải suy nghĩ rồi. Thợ này, này. Thợ lâu năm rồi. Ý là cái này thợ chuyên nghiệp nha anh em nhé. Tầm này là vừa đấy nhỉ. Đang đó nha anh em nè. Mình xem nha. Cái ba đinh này nó làm khác, nó làm lạ hơn cái xe khác nha anh em nhé, tây hơn nhá. Xe khác thì bên dưới này nó miếng bên dưới này nó dài, xe này thì miếng bên dưới này miếng ngắn, nó lạ luôn cái nha này anh thôi nhé. Tầm này thôi hiểu không, chứ cái của mày 4 phân mẹ còn đéo nữa. Đúng không, cái miếng bát cho 4 phân rồi. Cái này 8 phân là trừ đi rồi. Còn 4 phân. Cái miếng này. Bạn ốc này, bốn con ốc này này, bên miếng này bên dưới, miếng bên trên đấy. Miếng bên trên này miếng bạn ốc, miếng bên dưới thì không có ốc gì nhá. Nó chỉ có hàng thôi. Không có một miếng ở đằng sau nào. Có chứ. Mày chị ăn vàng hết cả răng. Con nói gì đúng không? Thợ chuyên nghiệp nhá. Chị bỏ nó vàng hết cả răng rồi con. Thợ này là thợ có tiền đấy. Tiền là vàng cả răng rồi đấy. Nhìn cái đầu này. Nhìn cái đầu mà nói. Biết ngay nó có tiền đấy. Điều gì chẳng có tiền. Thợ này thợ chuyên nghiệp. Này, đang làm kỹ luôn á. Kỹ lắm. Đúng bài bản anh rồi. Em xem nhớ chia sẻ cho mình nhá. Làm rất là hay này anh. Chỉnh rất kỹ nha anh em nhá. Rất kỹ. Thấy hay là anh em cứ đăng ký kênh và like và share. Đúng. Đúng luôn. Đúng luôn nhỉ. Đây này. Ừ, rất là kỹ anh em thấy thì không biết thì cứ học hỏi nhá, hỏi xem kỹ kỹ mà chỉ nên có thành lỗ đéo là kỹ ăn gì nha. Cho quá trình sáng nay chưa ăn gì nhá. Mình nhìn lên nha anh em nhá, quá trình sáng nay chưa ăn gì là hơi nhìn vào mái tóc của mình sáng lúc này có thấy được cái sợi. Xe này sẽ to khủng luôn. Nếu mà mình được cái xe này á, gà rất là sướng chân và đi rất là sướng và mã lực của nó rất là cao. Đi rất là khỏe nha anh em nhá. Xe này này vừa cái loại người mà có 80 kg lái nha. Vì xe này to quá này. Nó 699 nhưng mà nó 12.000. Xe này khủng luôn. 4 nòng. Hey, cái bánh này cao mét 6 luôn. Đây này cao mét 6 luôn nha anh em nhé. Đây này. Mình cao 1m56 này, mình cao 1m56 này, mình đi đo cho anh em xem nhé. Yeah.
này thì hàng này anh em nhé, hàng dưới đây này, hàng dưới đây này. Tiếp qua cái miếng kia tốt nhất là phải dày xuống dưới kia, ăn miếng bên dưới nha, nhưng mà ngắn quá này. Bắt đi nhỉ, bắt đi, đúng luôn. Đây là cái chốt nè, cái chốt. Rồi cái chốt nào vào luôn. Chốt này cứng lắm đấy. Anh em xem nhé, chia sẻ cho mình nha. Đây này, rất là cao luôn. Hai cái lốp này thì một cặp thì 28 triệu 30 triệu đấy anh em ạ. Cái lốp mà 18 4 30 một cái là cũng 14 triệu rồi. Chắc cái này phải 30 triệu đấy anh em ạ. Anh em xem nhớ chia sẻ cho mình nhé. Đưa anh em đi quay một con tẹt một cầu nhé anh nhé. Có kèo đàng hoàng đây. Đây đây. Cái kèo nhá. Đây là con tẹt nhá anh em nhá. Kèo tình gỗ luôn. Nó luôn là mòn lắm nha anh em ạ. Anh em. Con này con một cầu. Cái lốp này nó mỏng lắm rồi đấy. Có tời nhá, tời này tời. Tời tình gỗ luôn. Dây cáp to khủng luôn anh em ạ. Đây này. Nhá anh em nhá. Cái này cáp to luôn. Tường gối rất là sướng. Đây. Cái xe này người ta gọi là in tẹt nhá. Loại xe này là người in tẹp này, cho anh em đi quay rõ đó. Đây này, in đây, in tẹp, đây, người ta viết như thế này nhá anh em nhá, người ta viết như thế này này, in tẹp là người ta viết cái mã như thế này này. Lốp này rất là to anh em ạ, cho anh em xem này, xe này xe rất là khủng luôn. Cái bánh rất là to nha anh em nhé. Bánh còn ngon nha. Còn đây là cái bánh cái cầu đằng trước nha, cái bánh nằm trước anh em này. Đây này, cao gần bằng vai mình rồi anh em. Đây này. Cao lắm. Cái này cái lốp nằm trước nha anh em nhé. Anh em xem kỹ đi. Cái bánh này rất là cao. Bằng vai rồi anh em ạ. À.